Quế ở thời có sao rất là lớn luôn, và sao chổi rất là lớn luôn mọi người. Và cái lập trình của hàng chữ cũng như là đèn led rất là đẹp luôn mọi người ạ. Còn đây là cây thông Giáng sinh này, rất là đẹp luôn, và một cái kiểu dáng rất là đẹp và khác lạ so với các cây thông mà thì đã từng xem. Rất là lớn luôn, cao phải tới mười mấy đến 20 mét luôn mọi người nhé. Mọi người đến đây tham quan cũng rất là đông. Hiện tại bây giờ là đang 9 giờ. Xuân Thủy xin mến chào cô chú cùng quý vị khán giả đang trở lại với kênh Công Giáo Yêu Thương. Cũng rất lâu rồi Thủy chưa có ghi nhiều hình ảnh về nhà thờ. Hôm nay Thủy chia sẻ một cái video mà Thủy quay cũng 1-2-3 năm trước, những hình ảnh Giáng sinh của các giáo xứ mà Thủy đi qua. Thì trong cái dịp gần cận kề Giáng sinh gần về thì nay đã là tháng 11 rồi. Vậy là chỉ còn khoảng một tháng, hơn một tháng nữa là chuẩn bị không khí đón Giáng sinh. Vậy thì xin chia sẻ những hình ảnh mà không khí Giáng sinh mấy năm trước để cho quý vị mọi người, nếu ai mà coi rồi thì thông cảm cho Thủy, mà ai mà chưa coi thì coi ủng hộ Thủy nhé. Cảm ơn mọi người, xin mời cô chú cùng quý vị khán giả cùng đón xem một số hình ảnh Giáng sinh mà Thủy đưa lên để nhớ lại kỷ niệm và chuẩn bị cho mùa Giáng sinh mới. Cảm ơn cô chú ý chị, xin mời cô chú cùng quý vị cùng đón xem nhé. Hello, sư Thủy xin mến chào tất cả các bạn đang trở lại với kênh Công Giáo Yêu Thương. Hôm nay là tối ngày 14 tháng 12 năm 2022. Thủy đang có mặt tại nhà thờ Giáo xứ Hà Nội thuộc giáo Hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc. Thời tiết hôm nay rất là đẹp và mát mẻ. Thủy đi tới nhà thờ Giáo xứ Hà Nội chia sẻ một số hình ảnh trang trí mừng Chúa Giáng sinh Noel năm 2022 ở đây cho mọi người cùng xem nhé. Đây thì đang đứng ở cổng đấy, giáo phận Xuân Lộc, giáo Hạt Hố Nai. Ở bên kia thì có dòng chữ là Giáo xứ Hà Nội. Khung cảnh đây rất là tấp nập. Mọi người thấy không khí Giáng sinh đây rất là tuyệt vời. Ngay khu vực cuối nhà thờ có sao rất là lớn luôn, và sao chổi rất là lớn luôn mọi người. Và cái lập trình của hàng chữ cũng như là đèn led rất là đẹp luôn mọi người ạ. Còn đây là cây thông Giáng sinh này, rất là đẹp luôn, và một cái kiểu dáng rất là đẹp và khác lạ so với các cây thông mà Thủy đã từng xem. Rất là lớn luôn, cao phải tới mười mấy đến 20 mét luôn mọi người nhé. Mọi người đến đây tham quan cũng rất là đông. Hiện tại bây giờ là đang 9 giờ đêm, 9 giờ tối đấy, tức là 21 giờ ngày 14 tháng 12. Mình nghĩ là đến khoảng ngày 17, 16, 17 thì ở đây rất là đẹp. Ở đây một số hàng đá vẫn chưa xong, công trình hàng đá vẫn chưa xong ấy. Ở đây các chị em cũng như là các em đang thiếu nhi đang tập văn nghệ để cho ngày đại lễ. Hoa chưa? Hoa có gì được đó đấy nhé.
sao đây rất là lớn nên là mình phải đứng ở xa ngắm mới đẹp được. Đó mọi người thấy không? Cái lập trình của cái LED chạy nháy này rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mình sẽ cố gắng đi chia sẻ nhiều những cái video về các giáo xứ trang trí Giáng sinh cho mọi người xem nhé. Mong mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký, chia sẻ để cho kênh mỗi ngày phát triển hơn. Thì sẽ cố gắng sắp xếp đi quay nhiều video hơn cho mọi người xem. Cuối nhà thờ, hàng đá lớn nhất ở cuối nhà thờ thì vẫn chưa xong. Mình nghĩ chắc đến ngày 15, 16 gì đấy thì bắt đầu xong mọi người ạ. 1 gì đấy, đoán vậy. Tối vừa rồi thì cũng vào giáo họ Hà Phát quay Giáng sinh, nhưng mà đến ngày 17 tháng 12 này thì giáo họ Hà Phát sẽ thắp sáng đèn điện lên, thắp sáng cây thông Giáng sinh, nên là vừa rồi vào nhưng mà quay nhưng mà tối lắm, không trang trí trong đấy rất là đẹp rồi nhưng mà vẫn chưa có thắp sáng điện, nên là thì chưa quay video nào ở trong đấy cho mọi người xem. Có gì thì sẽ ban ngày thì vào quay sơ qua cho mọi người xem, rồi đến tối ngày 17 tháng 12 mong mọi người trở về giáo xứ Hà Phát, giáo họ Hà Phát chiêm ngưỡng thắp sáng Giáng sinh tại đấy nhá, tại giáo họ Hà Phát. Vì ở đó trang trí cũng như hàng năm, nhưng mà năm nay thấy trang trí còn đẹp hơn năm ngoái mọi người ạ. Quá đẹp luôn. Giáo xứ Hà Nội đây ngắm cây thông cũng như là ngắm ốc sao này cũng phải đi xa vài trăm mét đấy, ngắm thì mới đẹp được rồi. Thì mới nhìn được cảnh nó đẹp được. Bởi vì ốc sao cũng như là cây thông rất là lớn luôn. Và người ta kết hợp cái cây thông này này mọi người. Người ta làm khung sắt xong bắt đầu người ta hàn lên giống như tháp vậy. Còn những cái lá người ta đan một cái lưới, xong rồi người ta chạy cái đường viền lát xanh rất là đẹp luôn mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Ở ngoài Bắc thì thủy quay năm ngoái Giáng sinh thì cũng chưa có cây thông nào kiểu dáng cũng như là to như vậy đâu. Có một cây thông ở giáo phận Hà Nội, nhà thờ chính tòa giáo phận Tây Bình ấy, to nhưng mà kiểu dáng lại khác, không như vậy. Mong các giáo xứ làm cái thông kiểu như vậy thì nó rất là đẹp luôn. Điện nó sáng rất là đẹp luôn mọi người. Và hang đá cũng như là ông sao ở đây người ta thiết kế cũng rất là đẹp luôn mọi người ạ. Hiện tại thì thời gian càng về đêm rồi nên là mọi người cũng ra về cũng bớt rồi, hôm nay rất là đông luôn mọi người. Và video này thì xin tạm dừng kết thúc đây, thì sẽ cố gắng chia sẻ những ngày gần nhất đây những cái công tác chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh tại giáo xứ Hà Nội cho mọi người xem. Xin mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút đăng ký kênh, bấm chuông rung thông báo cũng như là bình luận bên dưới để tương tác cho kênh mỗi ngày một phát triển hơn nhé. Ở đây thì các cô, các bác cũng như các dì, các sơ đang tập văn nghệ cũng như là đang tập hoạt cảnh, cái hoạt cảnh Giáng sinh. Mọi người đứng xem rất là vui luôn.
Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nha.